có bạn comment là chị ơi chỉ em cách đọc từ scientist với ạ. Người đọc cái nào đấy? Ôi, chắc chắn là các bạn đang mắc ở cái âm cuối đúng không? Là âm có một cách rất là dễ, đấy chính là các bạn sẽ tách ba cái chữ này ra, chúng ta sẽ có âm đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc gồm nó lại thôi thành đấy. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ bỏ cái âm đi. Chúng ta sẽ có hai âm s, hai âm s nối vào nó sẽ là một âm s dài. For example, we have scientists or scientists. Nhưng mà mình recommend cách đọc âm s dài. Ok, bạn có thể đọc từ này không? Cause. Very good. Or dentist. And last one, test. Ok, nếu thấy hữu ích thì like. Bye bye.